Lành nó ngủ chưa? Má nói chị uống thuốc xong ngủ rồi tía. Tội nghiệp Lành quá. Đang yên đang lành thì... Giờ tính sao tía? Tin gì nữa, để bác sĩ người ta theo dõi chứ biết sao. Mà lỡ Lành bị thiệt thì sao? Em nói bậy bạ cái gì vậy? Xui á. Em có nói bậy bạ gì đâu. Cái này bác sĩ nói đâu phải em nói. Bác sĩ nói là sẽ mù vĩnh viễn. Bây giờ anh phải nhìn vào thực tế để chuẩn bị tâm lý chứ. Ủa sao tự nhiên lại bị tăng nhãn áp ta? Từ hồi nào tới giờ chỉ bình thường mà. Bệnh làm sao biết được. Con Lành nó nghe nó suy sụp luôn. Sao không suy sụp được tía? Tự nhiên biết mình mù vĩnh viễn á, sao mà chịu được? Nếu á mà tàn tật suốt đời, phần còn lại không biết Lành sống làm sao. Dạ, xin phép bác, xin phép mọi người con ra ngoài. Cái thằng mới nghe bồ huynh nó bỏ đi. Đi hồi nào bà biết không? Chắc đi đâu từ hồi khuya. Tôi thức dậy hồi 5 giờ lận. Không ngờ nó lại là loại người như vậy. Tôi đoán gì thằng này không sai mà. Con không tin là anh bảo con mà đi đâu. Nhất định là không phải như vậy đâu tía. Thế vậy này mà con chưa tỉnh lại nữa hả? Vợ chồng đó như chim liền cách. Bây giờ mạnh con nào có đáy bay. Tỉnh lại đi con. Ông đừng có chửi con. Nó đau khổ lắm rồi. Lành, hay là con gọi điện cho nó thử coi. Không, con không gọi đâu. Nếu như anh cần á là anh sẽ gọi con rồi. Cái thằng nó muốn bỏ trốn rồi. Gọi cái gì mà gọi. Nếu nó thương con thiệt thì con bị gì đi nữa thì nó cũng phải ở bên cạnh con chứ. Còn đằng này vừa mới nghe thôi bỏ chạy mất rồi. Cái gì vậy nè? Mới có mấy tiếng đồng hồ à, ông chờ coi có sao. Coi chừng chút xíu nữa nói gì à. Bà hay quá hả? Cái thằng đó nó làm cái gì mà lúc nào bà cũng lo lắng binh vực nó hết vậy hả? Bà nhìn con gái mình kìa, lo cho nó đi. Ông này, tôi có bệnh gì đâu. Biết đâu có thể nó chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Có thể là nó cần thời gian để suy nghĩ thêm cho thấu đáo. Việc chăm sóc người mù là cả đời chứ đâu có đơn giản. Tôi nghĩ nó cũng bị sốc lắm chứ. Tóm lại là không thể hủy biển cho hành vi bỏ chạy của nó. Người đàng hoàng sao không ai hành động như vậy cả. Thôi, ông đừng có lên án nó nữa. Biết đâu có vấn đề gì đó mà mình chưa biết. Lành, con nhắn tin hỏi lại nó coi. Con nghe lời má con mới gọi thôi á. Chứ thiệt lòng là con không có muốn gọi điện, cũng không có muốn nhắn tin gì hết. Đứa con cũng đừng buồn. Trên đời này còn hàng triệu thằng con trai khác. Tía luôn bên cạnh ủng hộ con. Tía,
Tía đừng có dội kết luận được không? Tặng tên lành mà nó chẳng lành gì cả. Tết Sum Dày 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1 và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVNLI.